Ngôi làng kỹ thuật số do Samsung thiết kế, bao gồm những chiếc xe tải kỹ thuật cao, được cải tiến để làm trung tâm chữa bệnh và trường học, có kết nối mạng Internet. Tất cả năng lượng để các cơ sở này hoạt động đều do máy phát điện sử dụng hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời. Samsung hiện đang hợp tác với chính phủ các nước châu Phi và các nhà tài trợ để mang đến những tiện ích tương tự cho người dân nghèo ở Gauteng và Ethiopia vào cuối năm nay. Người dân sống ở các vùng xa xôi hẻo lánh của các nước châu Phi thường không có điện để sinh hoạt, do đó không thể tiếp cận được với kỹ thuật, công nghệ hiện đại. Chúng tôi hy vọng việc làm này sẽ góp phần làm thay đổi thực tế đó. Các trung tâm y tế được trang bị các dụng cụ khám chữa bệnh về mắt, tai, răng, máy phân tích máu hiện đại và cả hệ thống hội nghị qua truyền hình, nơi các bác sĩ từ bất cứ nơi nào trên thế giới cũng có thể hỗ trợ bác sĩ tại địa phương trong việc chẩn đoán bệnh và kê đơn thuốc cho bệnh nhân. Trong khi đó, các ngôi trường được trang bị máy vi tính, Internet để giáo viên và học sinh sử dụng trong các giờ học. Samsung cho biết, tập đoàn này đang có kế hoạch tiếp tục xây dựng thêm một đồn cảnh sát và một bưu điện ngay tại ngôi làng kỹ thuật số này. Steps inside.